Thánh lễ tạ ơn công bố thành lập Tân Giáo xứ Vạn Thắng. Ngày 8 tháng 4 năm 2021 đã ghi một dấu mốc lịch sử Hồng Ân trong hành trình phát triển của Giáo xứ Vạn Thắng, khi ngày hôm nay, Giáo xứ được vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về dâng thánh lễ tạ ơn công bố quyết định thiết lập Giáo xứ. Đúng 9 giờ 30, Đức Tổng Giám mục Giuse long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn. Trước khi bước vào thánh lễ, vị đại diện giáo họ có lời chào mừng và kính trình lên Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Giáo xứ Vạn Thắng. Kế đó, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thoan đã long trọng công bố quyết định thành lập Tân Giáo xứ Vạn Thắng. Ngay sau đó, quyết định này đã được Đức Tổng Giám mục Giuse trao cho cha xứ Giuse trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Trong phần giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nhấn mạnh đến sức sống mới của cộng đoàn giáo xứ với những tiêu chí đề ra để phát triển giáo xứ. Ngài khuyến khích mọi người chuyên chăm học giáo lý và kinh thánh, siêng năng tham dự thánh lễ, đi nhà thờ cùng trau dồi đức tin để truyền giáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nói cộng đoàn giáo xứ là cộng đoàn phục sinh, trước hết là có Đức Giêsu phục sinh. Sau nữa, cộng đoàn giáo xứ là cộng đoàn phục sinh, có nghĩa là mỗi người tín hữu ở giáo xứ này phải được thay đổi đời sống của mình để sống lại với Chúa mỗi ngày. Hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa nhân dịp giáo họ Vạn Thắng được thiết lập thành giáo xứ. Đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử của Tổng giáo phận, đánh dấu sự phát triển. Đây cũng là biến cố quan trọng đối với cộng đoàn chúng ta. Giáo xứ mới này chỉ có một họ là phụ thuộc vào giáo xứ này, có nghĩa là chỉ có hai người anh em mà thôi, với giáo họ Ngọ Xá và Vạn Thắng. Cho nên Vạn Thắng là người anh, Ngọ Xá là người em. Vạn Thắng phải nâng đỡ người em của mình. Và mục đích khi chúng tôi thiết lập Vạn Thắng thành giáo xứ, như tôi nói ở ban đầu, là chúng tôi đặt ra cái viễn tưởng kỳ vọng mọi người đều nhiệt thành truyền giáo để nói cho những người khác biết về Chúa Giêsu, để làm chứng cho Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày. Sau phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo xứ dâng lời tri ân các đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn. Giáo xứ Vạn Thắng thuộc thôn Vạn Thắng, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Năm 1960, người dân ở Vạn Bè di chuyển từ sông lên bãi đồng cao huyện nay để cắm nhà, lập làng mới, lấy tên là Vạn Thắng, trực thuộc giáo xứ Đồng Chiêm với 147 hộ và 750 nhân danh. Năm 1987, cha Gioan Bùi Trọng Tăng, chính xứ Đoan Nữ, về thăm giáo họ và động viên bà con góp công góp của để xây dựng một ngôi nhà nguyện 5 gian cấp 4 trên thửa đất của cụ Vòng và ông Dư Dâng Tiến. Nhưng do kinh phí không đủ nên công trình xây dựng phải tạm ngưng. Đến năm 2005, cha cố Phêrô Phạm Thừa Huấn về dâng thánh lễ. Thấy hoàn cảnh khó khăn, cha đã mua một mảnh đất ở cuối làng với ý hướng sẽ chuyển đổi số nhà dân xung quanh nhà nguyện ra đó để nơi này làm nhà thờ. Nhưng thời cha vẫn chưa thực hiện được việc chuyển đổi. Tới năm 2013, bề trên giáo phận bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Hữu Thỏa về làm phó sứ Đồng Chiêm, thường trực tại xứ Kẻ Sải. Khi thấy ngôi nhà nguyện bé nhỏ xuống cấp, cha luôn nhắc nhở giáo dân cầu nguyện. Cha đã động viên các gia đình và xin phép bề trên để chuyển đổi cho 5 gia đình chuyển xuống mảnh đất mà cha cố Huấn mua cho và mua thêm mảnh đất khác để chuyển đổi. Cha đã thỏa thuận và các gia đình đã đồng ý. Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Đức Hồng Y Phêrô về dâng thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh cho cộng đoàn giáo họ. Thời gian này, không ai ngờ một giáo họ đã bị lãng quên lâu năm mà đang thức tỉnh mạnh mẽ như đang thay da đổi thịt hàng ngày. Đến ngày 19 tháng 3 năm 2015, vào ngày lễ Thánh Giuse, cha Giuse cùng giáo dân khởi công bỏ móng ngôi nhà thờ mới này. Sau hơn 3 năm xây dựng, ngôi nhà thờ mới đã được hoàn thiện. Ngày 11 tháng 5 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành, làm phép nhà thờ, bàn thờ và cử hành thánh lễ tạ ơn thánh đường giáo họ Vạn Thắng. Với ơn Chúa, đời sống đức tin của giáo họ ngày càng lớn mạnh, từ 147 hộ và 750 nhân danh lúc ban đầu đến năm 2020 đã tăng lên tới 309 hộ với 1.235 nhân danh. Nhìn nhận sự trưởng thành và thăng tiến của giáo họ, ngày 21 tháng 11 năm 2020, Đức Tổng Giám mục Giuse đã quyết định nâng giáo họ Vạn Thắng lên thành giáo xứ Vạn Thắng với một giáo họ trực thuộc là giáo họ Ngọ Xá.
Trong ngày vui này, một vị đại diện cho giáo xứ đã chia sẻ. Cái đầu tiên mà được sự đức tổng và phê duyệt cho lên hàng giáo xứ, chúng tôi là cũng rất là vui mừng và phấn khởi, cố gắng được coi giữ được vững đức tin con nhà công giáo theo cổ truyền của đời ông đời cha. Mọi sự lành xin Chúa nâng đỡ giáo xứ được coi như là cái trách nhiệm của những ông ban mục vụ để lo lắng cho giáo dân hết mọi công việc của giáo xứ, nhưng cố gắng hết mình để làm sao cho được coi là cái ơn coi là những con người được nâng lên hàng giáo xứ và nâng đỡ coi giáo họ bên cạnh cũng như coi giáo họ ngõ xá.